Đồ gỗ bán 6 hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bác tác phẩm bộ bàn trà gốc cây được làm trên chất liệu gỗ cẩm. Chúng tôi đặc biệt mất rất nhiều thời gian để lên thiết kế sao cho giữ được tối đa nhất vẻ đẹp của loại gỗ quý hiếm này. Mặt bàn trà có thiết kế khá lạ mắt, mặt bàn không phẳng mà được phân chia thành nhiều phần bởi đường vân lồi của gỗ tự nhiên. Kích thước phân chia được chúng tôi căn chỉnh sao cho hợp lý, tạo cho bàn trà tựa như có một khay đựng trà vô cùng độc đáo, khiến bất cứ ai ngắm nhìn đều cũng phải tò mò, thích thú. Phần lưng ghế và chân bàn được thiết kế dựa theo nền tảng nguyên bản của gỗ. Các nghệ nhân của chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để đẽo gọt những chi tiết thô sơ của gỗ tự nhiên, sao cho trở nên mềm mại nhất. Chính vì thế, phần lưng của các ghế ngồi đều mang một nét đẹp riêng biệt, không hề có hình dáng giống nhau. Phần chân bàn được giữ nguyên hình dáng, hình thái của gốc gỗ. Chúng tôi chỉ can thiệp làm cho những nét trở lên mềm mại, không còn thô sơ như nguyên thủy, nhằm mang đến sự sạch sẽ hơn khi sử dụng. Toàn bộ bề mặt của bàn được phủ thêm một lớp sơn bóng nhằm giúp bảo vệ sản phẩm, vừa làm nổi bật lên được những đường vân gỗ tự nhiên tuyệt đẹp, mang đến cho bộ bàn trà gốc cây một đẳng cấp khác biệt, không sản phẩm nào có thể sánh bì. Gỗ cẩm lai là một loại gỗ thuộc nhóm cực kỳ quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Màu gỗ nâu hồng, vân đen cứng, thớ gỗ mịn, mặt cắt nhẵn, được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động sản xuất đồ gỗ nhờ độ bền cao, hoa văn độc đáo tuyệt đẹp. Do vậy, những sản phẩm được làm từ gỗ cẩm lai thường có thiết kế tối giản nhất nhằm phô bày toàn bộ vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên, hiếm có của loại gỗ quý này, và được nhiều tín đồ sưu tầm đồ gỗ ưa thích truy lùng. Bộ bàn trà gốc cây gỗ cẩm với thiết kế độc nhất vô nhị, từng chi tiết sản phẩm đều được chúng tôi bỏ rất nhiều tâm huyết để gia công một cách tỉ mỉ nhất. Do vậy, khi đến với khách hàng, bộ bàn trà gốc cây gỗ tự nhiên luôn được đánh giá chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Chắc hẳn bộ bàn ghế gỗ cẩm lai sẽ mang đến cho không gian tiếp khách của gia chủ, quý khách một hơi thở mới vô cùng sang trọng và tạo nên nét đẳng cấp riêng biệt dành cho chủ sở hữu. Bộ bàn trà gốc cây gỗ cẩm có kích thước chiều cao 60, chiều rộng 80, sâu 78, hiện đang bán với giá 26 triệu. Các bác hãy liên hệ tới số điện thoại 0968152070 để được hỗ trợ tư vấn. Xin cảm ơn quý vị và các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.